chuyện người cao tuổi học cách rút lui khỏi cuộc đời con để được bình an. Câu chuyện của người mẹ 57 tuổi trong bài viết này là một minh chứng xúc động cho hành trình rút lui đầy ý nghĩa của cha mẹ khỏi cuộc đời con kế khi con trưởng thành để tìm kiếm bình yên cho chính mình. Nuôi dưỡng con cái trưởng thành, cha mẹ thường dành trọn vẹn tình yêu thương và sự hy sinh để lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nhất định, cha mẹ cần nhận ra rằng con cái đã đủ lớn, đủ khả năng tự lập và cần có không gian riêng để trưởng thành. Việc cha mẹ can thiệp quá mức vào cuộc sống của con, dù xuất phát từ thiện ý, có thể dẫn đến những mâu thuẫn, hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình. Câu chuyện đầy day dứt. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người mẹ 57 tuổi, vừa mới nghỉ hưu. Từ khi con trai lấy vợ, bà vẫn tiếp tục chăm sóc con dâu, cháu nội chu đáo, vun vén cho tổ ấm mới của con trai. Bà dành cả ngày dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ, hỗ trợ vợ chồng con trai trong mọi việc. Tuy nhiên, sự quan tâm thái quá của bà dần trở thành gánh nặng cho con dâu và khiến con trai cảm thấy không thoải mái. Điểm mấu chốt của câu chuyện là khi con dâu thay khóa cửa nhà, không cho bà vào tự do như trước. Điều này khiến bà cảm thấy hụt hẫng, tổn thương và bắt đầu suy ngẫm về vai trò của mình trong cuộc sống của con. Hành trình rút lui đầy dũng cảm. Nhận ra rằng việc can thiệp quá mức vào cuộc sống của con là không phù hợp, người mẹ quyết định rút lui để con cái có không gian riêng và trưởng thành hơn. Bà bắt đầu hạn chế việc đến nhà con trai, chỉ đến khi được mời hoặc có việc quan trọng. Bà cũng dành thời gian cho bản thân, tham gia các hoạt động xã hội, theo đuổi sở thích cá nhân. Chuyến du lịch cùng chồng là bước ngoặt lớn trong hành trình rút lui của người mẹ. Tại đây, bà có cơ hội nhìn nhận lại bản thân, suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống và vai trò của cha mẹ. Bà nhận ra rằng hạnh phúc của bản thân không chỉ phụ thuộc vào con cái mà còn phụ thuộc vào việc tự biết yêu thương và trân trọng bản thân. Sự thay đổi tích cực. Sau khi rút lui, mối quan hệ giữa người mẹ và con trai, con dâu trở nên tốt đẹp hơn. Con trai bà trưởng thành và tự lập hơn, tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống gia đình. Con dâu cũng cảm thấy thoải mái và trân trọng sự quan tâm của mẹ chồng một cách chừng mực. Câu chuyện của người mẹ là một minh chứng cho việc cha mẹ cần học cách rút lui khỏi cuộc đời con cái khi con trưởng thành. Thay vì níu kéo con bên mình mãi mãi, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con tự do lựa chọn con đường và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi cha mẹ học cách buông tay, con cái sẽ có cơ hội trưởng thành và tự lập hơn. Đồng thời, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ trở nên gắn kết và bền chặt hơn. Bài học sâu sắc. Câu chuyện này mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Tôn trọng sự riêng tư của con cái đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và cần được tôn trọng không gian riêng tư của mình. Cha mẹ không nên can thiệp quá mức vào chuyện cá nhân của con, cũng như áp đặt suy nghĩ và mong muốn của mình lên con. Học cách buông tay. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách buông tay, để con tự do lựa chọn con đường và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Việc níu kéo con bên mình mãi mãi sẽ chỉ khiến con trở nên ỷ lại và khó có thể trưởng thành. Quan tâm đến bản thân, thay vì dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho con cái, cha mẹ cũng cần dành thời gian cho bản thân, theo đuổi sở thích và tận hưởng cuộc sống. Khi cha mẹ hạnh phúc và viên mãn, con cái cũng sẽ cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Giao tiếp cởi mở. Cha mẹ nên trò chuyện cởi mở với con cái về mong muốn và kỳ vọng của mình. Hãy chia sẻ với con những cảm xúc của bản thân một cách chân thành và lắng nghe con chia sẻ. Việc giao tiếp cởi mở sẽ giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, từ đó giải quyết những mâu thuẫn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tạo điều kiện cho con cái học cách tự lập. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên tạo điều kiện cho con cái học cách tự lập. Hãy giao cho con những công việc phù hợp với lứa tuổi, khuyến khích con tự giải quyết vấn đề của bản thân. Việc tự lập sẽ giúp con trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Dành thời gian cho bản thân. Cha mẹ cũng cần dành thời gian cho bản thân, theo đuổi sở thích và tận hưởng cuộc sống. Khi cha mẹ vui vẻ và hạnh phúc, con cái cũng sẽ cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Học cách buông tay. Buông tay không đồng nghĩa với việc bỏ bê con cái. Thay vào đó, đây là cách để cha mẹ thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng và tình yêu thương dành cho con. Khi cha mẹ học cách buông tay, con cái sẽ có cơ hội trưởng thành và tự lập hơn. Đồng thời, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ trở nên gắn kết và bền chặt hơn. Kết luận, câu chuyện của người mẹ 57 tuổi là một lời nhắc nhở cho tất cả các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc rút lui khỏi cuộc đời con cái khi con trưởng thành. Thay vì níu kéo con bên mình mãi mãi, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con tự do lựa chọn con đường và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi cha mẹ học cách buông tay,
con cái sẽ có cơ hội trưởng thành và tự lập hơn. Đồng thời mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bài viết này. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý vị trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cái và tìm kiếm bình yên cho chính mình. Lời khuyên, cha mẹ nên trò chuyện cởi mở với con cái về mong muốn và kỳ vọng của mình. Cha mẹ cần tạo điều kiện cho con cái học cách tự lập. Cha mẹ nên dành thời gian cho bản thân. Cha mẹ cần học cách buông tay. Kết luận, rút lui khỏi cuộc đời con cái không đồng nghĩa với việc cha mẹ bỏ bê con. Thay vào đó, đây là cách để cha mẹ thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng và tình yêu thương dành cho con. Khi cha mẹ học cách buông tay, con cái sẽ có cơ hội trưởng thành và tự lập hơn. Đồng thời, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ trở nên gắn kết và bền chặt hơn.